À, trong thị trường thì thường có bốn dạng canxi lớn như thế này. Canxi carbonate, đây là cái dạng mà có nhiều canxi nguyên tố nhất, 40%, mà nó lại còn rẻ. Chính vì thế nên là có nhiều trong thị trường và rất nhiều người sử dụng, đúng không ạ? Ngay cả ở Đức, không phải cửa hàng nào cũng có canxi hydrat đâu, mà gì ạ? À? Tùy từng cửa hàng thôi. Bởi vì canxi hydrat nguyên liệu nó đắt gấp 15 lần canxi carbonate. Canxi hydrat thì có 21% canxi nguyên tố. Canxi gluconate là 9%, canxi lactate 13%. Vậy thì canxi gluconate người ta hay bổ sung ở những sản phẩm cho em bé, nhưng tuy nhiên nó không tốt bằng canxi hydrat, và canxi lactate hay có ở trong sữa. Thì để biết được canxi hydrat của chúng ta, vậy thì chúng ta nắm được cái cách này thì để khi muốn bổ sung canxi hydrat cho một cháu bé nào đấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem em bé đã gì dùng những loại sữa gì, có dùng sữa không, thì chúng ta mới biết, thì chúng ta mới có thể bổ sung cho em bé được. Đây mới là cái bảng so sánh canxi hydrat DLC và canxi carbonate. Canxi hydrat hấp thu dễ dàng hơn, trong khi đó gì canxi carbonate nó mang đặc tính kiềm, đúng không ạ? Cho nên cần axit dạ dày để hòa tan và hấp thu. Trong canxi của chúng ta còn bổ sung axit citric, cho nên nó không cần axit để hấp thu. Trong khi đó axit citric lại là một axit thúc đẩy hấp thu canxi hydrat, chính vì thế nó không cần axit dạ dày. Cái này chính vì thế nên có thể dùng lúc bụng đói. Và nó có chất xơ cho nên nó chống táo bón, trong khi đó canxi carbonate có nguy cơ bị táo bón và nó xảy ra táo bón rất là nhanh. Bởi vì sao? Nó không có chất xơ hòa tan, không giữ được chất nhầy, không giữ được nước ở trong đường ruột, đúng không ạ? Và đặc biệt là vì nó không cần axit và nó không trung hòa, không tác dụng với pH của dạ dày. Chính vì thế những người đang uống thuốc kháng axit, tức là trong lúc này dạ dày không có axit hoặc axit rất là thấp, thì canxi hydrat vẫn hấp thu được. Ngược lại canxi carbonate mà những người đang uống thuốc kháng axit này thì không dùng được, không hấp thu được canxi carbonate. Nên nếu như không có canxi hydrat mà những người bị bệnh dạ dày phải uống canxi thì làm sao? Phải dừng thuốc. Và chính vì thế là những người đang uống kháng axit hoặc đang chứng dạ dày này, đang bị sỏi thận hoặc phẫu thuật dạ dày không dùng được. Nhưng ngược lại canxi hydrat chính là một lựa chọn rất là tốt cho những người gì phẫu thuật dạ dày và sỏi thận. Đấy chính là gì? Những cái tác dụng tuyệt vời của canxi hydrat DLC của chúng ta, đúng không ạ?